Vâng, xin chào mừng tất cả các racer đã quay trở lại với giải đấu Road to Asian 2022. Và hiện tại chúng ta đang đứng trước một giải đấu hấp dẫn nhất. Một trận đấu phải gọi là kỳ phùng địch thủ gặp lại nhau. Đó là cuộc đối đầu giữa Slayer và Quang. Vâng, vậy là chúng ta lại được chứng kiến một cặp đấu kinh điển giữa Quang và Slayer. Khi mà ở hiệp vòng đấu trước thì Slayer đã đả bại được Quang. Và bây giờ Quang sau một màn, một cái trận chiến kịch tính với Bù Ngù thì bây giờ Quang đã trở lại để có thể chiến đấu với tài năng trẻ đang lên là Laser, và liệu rằng Quang có phục thù được hay không đây? Và tôi hy vọng được rằng là Quang sẽ phục thù được Slayer ở trong trận đấu chung kết này. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại thì Slayer đã rất nỗ lực và cố gắng từ vòng bảng đến bây giờ rồi. Thì những gì mà Slayer đang thể hiện ở đây thì chúng ta tin rằng Slayer sẽ cũng có thể sẽ là nhà vô địch của giải đấu Road to Asian 2022 năm nay. Vâng, đến thời điểm hiện tại thì tất cả chúng ta không ai có thể nói trước bất kỳ điều gì, bởi vì màn trình diễn của Slayer cũng như là Quang trong khoảng thời gian qua đều có những bất ngờ nhất định. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là trận đấu sẽ khép lại giải đấu Road to Asian 2022 của chúng ta. Vâng, và chúng ta cùng chờ xem rằng liệu Tân Vương sẽ gọi tên ở đây đó là Laser hoặc là Quang. Với màn trình diễn thuyết phục của Laser thì cái kèo đấu này thật sự là một cái kèo đấu cực kỳ khó đoán. Và đây là giải thưởng của giải đấu Road to Asian với chức vô địch là 20 triệu đồng cùng với 20.000 kim cương. Hạng 2 chúng ta có 10 triệu cùng 15.000 kim cương. Hạng 3 là 7 triệu cùng với 10.000 kim cương. Hạng 4 là 5 triệu và 7.000 kim cương. Cuối cùng là hạng 5 và hạng 6 chúng ta sẽ mang về nhà với 2 triệu và 4.000 kim cương. Vâng, và chỉ có giải thưởng vô địch và giải thưởng hạng 2 là chúng ta chưa biết thôi. Còn hạng 3 nó đã thuộc về Bù Ngù rồi. Và chính nhờ cái sự nỗ lực của Quang trong cái trận đấu vừa rồi với Bù Ngù thì Quang cũng đã điền tên mình vào trận chung kết để có thể được cái chức vô địch nếu như thành công trước một Slayer đang rất miệt mài cố gắng và kiên trì đến như vậy. Và hy vọng rằng trận đấu chung kết này sẽ mang lại cho chúng ta những trận đấu hay nhất từ đầu giải đến bây giờ. Vâng, và bây giờ quý vị khán giả hãy ổn định vị trí của mình để chứng kiến màn so tài của trận chung kết của giải đấu Road to Asian 2022 với Laser và Quang. Bản đồ đầu tiên đó là núi mùa thu, và với việc lựa chọn hai con Renault Optimus này thì về chất xe là đồng đều nhau. Bây giờ thì với cái tính chất của cái vòng đấu này rồi thì có vẻ như tâm lý nó sẽ là một cái thứ quyết định để xem ai là người chiến thắng ở game đấu này. Vâng, và vừa rồi thì tôi cũng sau khi mà anh Wally cùng với anh Hoàng Sa ngồi bình luận thì tôi có lên, tôi thấy được rằng là mặc dù Quang đang thi đấu với Bù Ngù một cách rất là căng thẳng, nhưng ở đâu đó thì Slayer đã ngồi ở trong một góc và anh ta bấm rất nhiều và thi kiểu luyện tập để có thể là cạnh tranh chức vô địch với Quang. Và như vậy trận đấu đầu tiên trong trận chung kết đã được bắt đầu rồi, và Quang có vượt qua được hay không đây? Vâng, và khu rất sáng đó là vị trí của Quang. Bây giờ thì có vẻ như Quang có một chút lợi thế, nhưng sau lưng ta là Laser vẫn đang cố gắng để thể rút ngắn là khoảng cách. Bây giờ thì Quang sẽ chiếu hướng luôn vào. Wow, rất tự tin. Bây giờ tiếp tục sử dụng xe đúp tiến vào đoạn đường hầm này rồi, cần góc rất chuẩn để duy trì được trò hoài. Đây là Quang mà chúng ta đang muốn thấy. Bây giờ thì khoảng cách này có thể gọi là an toàn, nhưng bây giờ thì Laser nên tăng tốc một chút để thể phần nào đó rút ngắn lại khoảng cách lại. Trong cái đà đang tiến đến của mình thì Quang vừa loại Bù Ngù ra khỏi chung kết nhanh chua để điền tên mình vào chung kết tổng, và Quang đang thể hiện một cách rất tốt, đang có cái đà chiến thắng đến từ vị trí của Quang, và anh ta đang thể hiện rất tốt ở trong trận đấu đầu tiên như thế này. Khoảng cách bây giờ thì cũng không phải là quá là khó khăn gì để cho Quang, nhưng cứ như thế này thì Quang sẽ chiến thắng được ở trong trận đấu đầu tiên, và Slayer sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về mặt tâm lý khi mà đây là trận đấu chung kết rồi. Vâng, và với việc thất bại trước Slayer ở vòng đấu trước thì bây giờ Quang đã hiểu cái giá của sự tôn trọng là gì. Đúng rồi, anh ta đang thi đấu cực kỳ chắc chắn, và bây giờ thì Quang đã về đích rồi với thời gian 1 phút 18 37 giây. 1-0 dành cho Quang. Vâng, tôi xin phép là được vỗ tay cho Quang khi mà anh ta đã rất nỗ lực từ nhánh thắng anh ta xuống nhánh thua, và sau đó lại điền tên mình vào trận chung kết tổng.
Quá tuyệt vời, 1-0 lên cho Quang. Và đây là highlight của game đấu vừa rồi, khi mà chúng ta nhận thấy được rằng ngay giai đoạn đầu trận đấu thì Quang đã bứt phá một cách cực kỳ mạnh mẽ và đã có những pha xử lý nó rất là mượt mà ở giai đoạn tiếp theo, và khiến cho Layer không thể nào có thể áp sát được về chú Quang và gây ra một cái áp lực khó dễ cho Quang nữa. Có vẻ như điều quan trọng nhất là Quang đã không phạm sai lầm ở những cái phút quyết định như thế này để Slayer có cơ hội để vượt lên trên. Và có vẻ như là một hình ảnh Quang trong mắt khán giả cũng như là trong mắt dàn caster đã thực sự quay trở lại ở trong ván đấu này. Đây là một tín hiệu tốt nhìn cho Quang, nhưng mà ngược lại thì đối với Slayer nó sẽ là một cái điều có chăng nó sẽ gây ra áp lực cho Slayer. Nhưng mà em nghĩ với một người bản lĩnh như Slayer thì chỉ với một điểm dẫn trước nó chưa phải là vấn đề lớn đối với chàng trai này. Slayer đã bị dẫn trước rất nhiều ở trong những trận đấu như thế này rồi. Và đây là map đấu mà anh ta lựa chọn, đó chính là trụ sở chính Alpha. Liên tục là những cái map đấu mà phải lựa chọn đến từ Slayer, khiến cho các đối thủ khác phải nhìn anh ta với một cái ánh mắt khác. Mặc dù đây là trận đấu mà có thể anh ta sẽ mắc sai lầm, nhưng nó đang là tốt nhất hiện tại đối với Slayer rồi. Và cái khoảng cách về mặt số điểm bây giờ chỉ có 1 điểm mà thôi, cho nên là Slayer vẫn không hoàn toàn vấn đề gì cả. Anh ta vẫn có thể là vươn lên ngay sau đó, sau cái trận đấu này. Vâng, và tôi để ý rằng Slayer rất hay, khi đó là vô quan nha, rất hay đánh mạnh vào bản đồ trụ sở chính Alpha và bản đồ có vẻ như đó là thành phố Yên Nga. Bởi vì những bản đồ này Quang thường rất hay mắc lỗi. Và chúng ta cùng chờ xem ở trận đấu này liệu rằng Layer có tìm kiếm được chiến thắng và cho mình hay không đây. Thầy đùa đang có kỹ năng rất cao của khu vực Việt Nam. Vâng, và Slayer đang có lợi thế rồi sau những tình huống khởi động của mình. Bây giờ thì Quang vẫn sẽ phải bám đuổi ở trong bản đồ này thôi. Đúng là những gì mà Slayer đang làm và đang lựa chọn trong những trận đấu vừa qua, kể cả ở trong kết nhánh thắng nữa, thì cái điều này nó đang mạnh lên từng hiệp đấu khi mà Quang bây giờ phải bám đuổi. Một pha siêu chuyển hướng khá đẹp đến từ vị trí của Slayer. Siêu chuyển hướng ở khu vực đó thì không phải ai cũng dám làm, và bây giờ thì Quang đang cố gắng tiếp cận được vị trí của Layer. Layer vẫn thi đấu cực kỳ chắc chắn và vẫn chưa có dấu hiệu nào chàng trai này sẽ phạm sai lầm. Qua khu vực tắt rồi, đang tiến đến để kết thúc vòng 1. Quang vẫn đang âm thầm theo sâu và chưa có một cái dấu hiệu nào Quang cho thấy Quang sẽ bứt phá là được. Nhưng nếu như Slayer chỉ cần thấy những cái tình huống như thế này này, Quang bây giờ anh ta đã tiếp cận được. Quang bây giờ thì Quang cũng đã siêu chuyển hướng, Quang được rồi. Và anh ta vươn lên ngay ở vị trí thứ nhất. Outplay thành công sau khi Slayer bị lỗi một cái tình huống lỗi khá là khó mà không phải ai cũng làm được, nhưng chỉ có Slayer ở đây anh ta phạm phải cái sai lầm đó, và bây giờ thì anh ta vẫn phải bám đuổi Quang thôi. Và tôi đã nhắc rất nhiều lần cái kỹ năng xuyên hướng nó dường như là con dao hai lưỡi. Đúng, đúng. Nếu bạn sử dụng tốt nó sẽ mang lại lợi thế rất lớn, nhưng nếu bạn mắc lỗi thì lập tức bạn phải trả giá, và bây giờ thì Slayer phải trả giá cho cái mắc lỗi sẽ làm mình ôi một pha xuyên hướng nó hơi lỗi. Nhưng mà để xem Quang có bình tĩnh xuống đấy không. Đây, không, nhìn rip không? Được không đây? Và như vậy là Quang đã chiến thắng ở chính cái map mà Slayer đã pick. Và lợi thế nó đang dần thuộc về Quang rồi, khi đây là trận đấu chung kết rồi. Không, nếu như mà phạm phải một cái sai lầm nhỏ như cái tình huống vừa rồi, đó là một cái sai lầm rất nhỏ mà thôi, cũng đủ để khiến Quang vươn lên một cách rất nhanh. Vâng. Thì cái sự thận trọng ở trong cái trận đấu này cũng như là những trận đấu sắp tới cần phải được đẩy cao lên rất là nhiều. Vâng, chúng ta thấy ở highlight ở game đấu này thì Slayer suy hướng rất tốt ở giai đoạn đầu trận đấu, nhưng ở giai đoạn sau ở vòng 2 thì Slayer chỉ một pha sai lầm nhỏ thôi thì ngay lập tức lợi thế đã mất đi. Lợi thế mà Slayer đã gây dựng từ đầu game đấu tới giờ nó lập tức nó tan biến và Quang đã vươn lên. Chúng ta cứ tưởng rằng là Slayer sẽ chiến thắng ở trong trận đấu này, nhưng một tình huống low rip và một tình huống qua cua siêu chuyển hướng của Quang khiến cho anh ta có được cái lợi thế trước những gì mà Slayer đang đẩy cái sức ép về đến với vị trí của mình. Và đây là Atlantic. Như những gì tôi đã nói, Quang đã pick cái map đấu này và những cái map tủ của anh ta như những gì mà anh ta đã làm với Bung Ngu với 1 phút 39, 1 phút 40 thì Quang đang gây sức ép lên Slayer khi mà anh ta đang có lợi thế về mặt điểm số. Vâng, Slayer cũng không phải là một tay đua vô. Khi đến vòng đấu rồi thì tôi chắc chắn kỹ năng của hai tuyển thủ chúng ta đều là tương đương nhau, nhưng
Cái vấn đề ở đây chính là tâm lý chiến, người ta thường gọi là tâm lý chiến. Khi mà vào những vòng đấu quyết định này, nếu như ai giữ được cái bản lĩnh của mình, cái đầu lạnh, thì người đó sẽ ắt hẳn sẽ có lợi thế. Về mặt tâm lý thì em nghĩ là bị dẫn trước hay không, chắc hẳn là Slayer cũng đang bị ảnh hưởng. Nhưng mà nói về hai round đấu vừa rồi đi, thì em nghĩ là do Quang đã có sự tập trung tốt hơn Slayer và xử lý những tình huống nhỏ và tinh tế hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mắt đấu thứ ba. Trận đấu cũng đã được bắt đầu rồi, thì hiện tại bây giờ Quang với Slayer đã nhận xét nhau ở những thời điểm đầu trận, vẫn chưa có gì xảy ra cả. Mặc dù là có sự vượt lên của Quang ở những thời điểm đầu trận như thế này, chúng ta phải xét xem là những thời điểm sắp tới Slayer có bám kịp được Quang hay không. Rất khó khi mà cái khoảng cách như thế này nó không thể nào mà thu hẹp lại được nếu như Quang không mắc sai lầm. Vâng, và đúng là khi đã nhận định thì với việc trình độ tương đương nhau thì chúng ta phải chờ đợi pha sai lầm của đối thủ ở phía trên, chứ nếu cục diện như thế này thì nó rất khó thay đổi. Bây giờ thì Slayer đang cố gắng từng chút một để thể bám đuổi được vị trí của Quang, nhưng bây giờ có vẻ như Quang đã tỉnh táo lại sau những thất bại không đáng có ở vòng trước. Bây giờ thì Quang đang cố gắng để hút vòng một. Ôi, Slayer dùng luôn sư hạ siêu hướng à, và chúng ta cùng chờ xem Quang sẽ hút vòng một ở bao nhiêu đây. Chắc có lẽ là 51 giây. 51 giây là con số khá là cao khi mà Quang đã làm được cái điều đó, khiến cho Slayer liên tục là phải bám đuổi mình. Không biết được rằng là Slayer có hụt hơi hay không, nhưng Quang vẫn đang giữ cho mình được cái vị trí cực kỳ tốt ở đây. Slayer thì đang cố gắng để có thể đuổi theo vị trí của Quang, vẫn chưa có một cái sơ hở nào đến từ vị trí của Quang cả. Rất là khó. Vâng, và với việc Slayer đã bại được Quang ở vòng đấu trước thì đó chính là một cú hích cực kỳ lớn dành cho tay đua trẻ này. Vâng, bây giờ thì có vẻ như Slayer đang gặp khó rồi, khi mà Quang đã tìm lại được sự chắc chắn mà mình thường thấy. Bây giờ thì Quang đang cố gắng để băng vít rồi, tôi nghĩ sẽ không phân rõ gì nữa đâu. Bây giờ chỉ chúng ta trông chờ xem Quang sẽ vít trong thời gian bao nhiêu đây. Chắc sẽ là 40. Vâng, 1 phút 40 giây như những gì mà anh ta đã làm được với trận đấu của Bungu. Nhưng 1 phút 40 cũng đủ để cho Slayer nếm được thất bại ở trong trận đấu này, và 3-0 rồi. Wow, 3-0 rồi, vui. Vậy là Quang đã đáp lại lời 3-0 chứ đâu có Slayer dành cho mình. Quang một pha lấy lại cái chi lưng trà của Quang. Vâng, đó hoàn toàn là một phong độ hủy diệt của fan của Quang dành cho Slayer trong round đấu vừa rồi. Và hiện tại tỷ số đang là 3-0. Quang chỉ còn cách một điểm của trận BO3 này, một ván thắng duy nhất nữa thôi. Và với cái đà này thì dù cho Slayer sẽ là người được chọn map, thì em tin rằng Quang vẫn sẽ có cho mình được chiến thắng cuối cùng. Hãy nhìn ván đấu này đi, Quang thậm chí là không hề mắc bất kỳ một lỗi nào. Và thậm chí là người chúng ta theo dõi đi, chúng ta vẫn có niềm tin là đến khúc cua đó chắc chắn là Quang sẽ qua được luôn. Không hề có một chút nao núng nào từ Quang cả. Vâng, hoàn toàn lưu ý với Aki thì có vẻ như trước sức ép của Quang khi mà thất bại liên tục cái này thì Layer có vẻ như mắc lỗi khá là nhiều. Khi mà những pha rip của anh ta có vẻ như nó có phần hơi chính choáng, và vì thế là mất dân lợi thế cho Quang rồi. Mặc dù đã chiến thắng được ở trong trận chung kết nhanh thắng, nhưng cái cơ hội nó vẫn còn, cho nên là Quang sẽ thả lỏng và sẩy chân một chút thôi. Và anh ta cũng đã trở lại với trận đấu chung kết tổng này và dõng dạc tuyên bố rằng là mình không hề dễ chơi như những gì mà ở trận chung kết nhanh thắng Slayer đã làm được. Và đây là hoa rơi biển hè, Tiên Anh Giả cũng đã được lựa chọn rồi. Và chúng ta cùng chờ xem rằng liệu Quang có hoàn thành perfect game hay không, hay là Slayer sẽ chặn đứng được cái đà đang thăng tiến một cách mạnh mẽ của Quang. Với Thiên Giả trong tay thì tôi nghĩ combo này là hợp lý ở bản đồ này rồi. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem màn trình diễn của hai tay đua này nó sẽ như thế nào thôi. Nhưng nếu như ở trận đấu chung kết tổng này mà có một perfect game thì đúng là không thể tin được. Wow. Không thể tin được những gì mà Slayer đã làm trước đó, và đến với trận chung kết tổng thì anh ta ngã ngựa như thế này thì có một chút tiếc nuối nào đó đến từ quý vị khán giả ở đây. Nhưng thôi, gạt bỏ nó sang một bên. Bây giờ thì Slayer sẽ phải dồn toàn tổng lực của mình để kéo lại những số điểm nếu không muốn thua Quang ở cái trận đấu này. Và Slayer đang có lợi thế rồi. Quang đang ở vị trí thứ hai, vẫn đang lầm lũi đuổi theo Slayer. Bây giờ anh ta đang có cái thế thượng phong khi mà bỏ lại Quang được một khoảng cách rồi. Khoảng cách như này thì cũng chưa phải là an toàn, nhưng điều đó nó là cái tiền đề để cho Slayer chiến thắng được ở trong trận đấu này và rút ngắn được tỷ số. Ôi, Slayer dùng suy hướng à, và ngay lập tức anh ta đã mắc lỗ rồi. Nhưng có vẻ như anh ta vẫn
tình thế nó vẫn nằm trong tầm rồi, không được rồi, mất kiểm soát rồi. Bây giờ thì Quang đã vươn lên được rồi, lợi thế ngay lập tức đã dừng cho đối thủ. Ôi bây giờ thế trận nó lại tiếp tục xoay chiều, lại mới là người đang nắm vị trí số 1, nhưng theo sau ta là Quang với một cái khi thế đang hừng hực. Bây giờ Quang lại là người dẫn đầu. Ôi lại là Slayer, vâng Slayer và Quang, ai sẽ là người cán đích đầu tiên đây? Có cái khoảng cách dành cho Quang rồi. Ở đây Slayer vẫn đang rất chắc chiu những cái cơ hội của mình để có thể kéo lại được cái trận đấu đâu đâu này. Nó là đẹp khiến cho Slayer có được lợi thế, và chỉ cần vài khúc cua nữa thôi thì Slayer sẽ chiến thắng được ở trong trận đấu này. Hãy chiến thắng Quang đi, bởi vì cơ hội chỉ còn đúng một trận nữa mà thôi. Và chúng ta cùng chờ xem liệu rằng những khúc cua cuối cùng Slayer có nắng nóng hay không đây. Khúc cua cuối cùng rồi, mọi người như Quang. Quang tốc quá, tốc quá nhưng không thể nào làm gì được Slayer. Mặc dù là những thời điểm cuối cùng Slayer có một sự tránh choáng nhẹ, nhưng cái quỹ đạo đường đua của anh ta vẫn là đẹp hơn khi mà Quang chạy rất cháy nhưng tông tường ngay sau đó. Mặc dù là anh ta muốn tạo ra được một cái sự đột biến nào đó nhưng nó không thành công. Trận đấu này nó sẽ thuộc về Slayer. Vậy là Slayer đã chặn đứng đà thi đấu hàng hòa của Quang rồi với một chiến thắng rút ngắn tỷ số còn 3-1. Wow, một cái chiến thắng chúng ta nói là giành lời khen cho Slayer khi mà tưởng chừng như Quang đã bứt phá rồi, nhưng mà Quang Slayer đã tỏa sáng đúng lúc. Và cái tôi đề cao đây là chúng ta thấy rằng Slayer thi đấu rất kiểu như tung hứng ấy, anh ta dám thực hiện những cái kỹ năng mà ít ai nghĩ tới thời điểm đó, và điều đó đến bây giờ nó vẫn là hiệu quả. Và sau cái tình huống qua cái đường tắt thì chúng ta thấy là Slayer đâm vào cái đường tắt đấy nó sâu hơn một chút, khiến cho cái chiếc xe của Quang gặp bất lợi và vượt lên ngay sau đó. Liên tục là những tình huống ăn miếng trả miếng giữa Quang và Slayer. Như thế này thì trận chung kết nó sẽ trở nên hay hơn bao giờ hết. Vâng, đây đúng là một trận chung kết mà chúng ta đang chờ đợi, khi mà hai tuyển thủ chúng ta liên tục đáp trả nhau, người này dẫn trước một chút là người kia lại lên, không ai chịu ai. Đây là cục diện thay đổi trận đấu khi mà Slayer đã có một pha tranh chấp có nó rất chí khi mà anh ta biết được Quang sẽ vào góc cua và anh ta chặn đứng ngay đầu xe của Quang. Và ngay sau đó thì Quang ở trong cái đường tắt đó thì Quang giống như kiểu là chúng ta chỉ cần rip nhẹ một chút thôi là cũng đã qua rồi, nhưng ở đây Quang rip nhẹ với cái sự tranh chấp của Slayer thì anh ta cũng đã đụng tường và cái tốc độ của anh ta giảm, khiến cho Slayer có được lợi thế và đã ngay nghỉ thành phố âm nhạc. Wow, đó chính là ánh sáng ngân hà đến từ hai tuyển thủ. Đây rồi, một bản đồ nó mới lạ hơn một chút rồi. Đây là ánh sáng ngân hà của Slayer và Quang. Đây là một bản đồ mà tôi nghĩ là cũng rất cần các kỹ năng suy chuyển hướng. Và với về cái đang xu hướng thì tôi nghĩ Slayer và Quang cũng không thua kém nhau nhiều đâu. Họ làm tôi thấy rất là mượt mà nha, đường cong nó kiểu như rất là hoàn hảo luôn, mỹ miều. Thường là tôi nói vui là Macro chạm cơm đấy. Macro chạm cơm. Vâng, chúng ta rất ám ảnh với Macro. Vâng. Nhưng ở đây thì các tuyển thủ chẳng cần Macro làm gì nữa, bởi chính cái đôi tay của các tuyển thủ thì cũng đã tạo nên được những cái kỳ tích ở trong trận đấu này. Vâng. Trong cái game dịch Speed Mobile, và 1-3 là những gì mà Slayer đang gỡ hòa lại những cái điểm của Quang. Hy vọng là trong trận đấu này Slayer sẽ tiếp tục gỡ hòa tiếp. Nhưng ở đây Quang nhường thế trận này cho đối thủ và anh ta đang ở thế thủ rồi, cố gắng để có thể vươn lên. Chiếc xe đồng đều nhau nhưng có vẻ như Slayer đang có một chút lợi thế ở đây. Anh ta đang duy trì cái khoảng cách của mình với Quang, thì đấu rất chặt chẽ. Ôi, sử dụng suy hướng lỗi rồi. Ngay lập tức Quang đã vươn lên. Ở với thế trận như thế này thì chỉ cần một lỗi xa lầm một chút thôi, Quang lại mắc lỗi. Cái chuyện gì đang xảy ra vì hai tuyển thủ thấy nhau lỗi à? Nhưng luôn là những tình huống tung hứng như vậy. Slayer vừa rồi đẩy Quang ra một quả khá xa và Quang không thể nào cản được cái vạch tránh tốc này, khiến cho Quang bị mất đi tốc độ và không có được cái thế trận lợi thế. Bây giờ thì Slayer đã vươn lên một cách rất nhanh chóng và có cái khoảng cách được tạo ra bởi Slayer rồi. Chỉ cần làm tốt với những pha siêu chuyển hướng thôi thì Slayer sẽ rút ngắn được tỷ số là 2-3 ở trong trận đấu này. Wow. Chúng ta chờ xem Slayer sẽ làm được gì đây. Nhưng mà Quang đang cố gắng để có thể là thu hẹp được cái khoảng cách với Slayer. Với góc quay này chúng ta đang thấy Quang đang truy đuổi Slayer gắt cao đến như nào. Ôi, bây giờ là đồng này. Có vẻ như một chút thôi, chúng ta lại thấy đầu xe của Quang. Bây giờ thì Quang đã tiếp cận được vị trí của Slayer rồi. Lại ôi, một tình huống lơ đếm nữa đến từ vị trí của Quang bởi chính chiếc xe của Slayer. Không thể tin được nhờ những gì mà Slayer đang chèn ép đối phương của mình. Nhưng ở đây Quang sẽ làm gì đây? Không có cú tông, và vừa rồi thì Quang cũng đã lỗi rồi, đụng phải trúng cái tường
ngay ở cái khu vực tắt đó. Và như vậy là 2-3 rồi. Tỷ số lại được rút ngắn là 2-3. Bình tĩnh nào tôi. Vòng đấu này chúng ta được chứng kiến rất nhiều các tỷ số tưởng chừng như là sẽ chốt sổ, nhưng không, nó kéo dài ra rất là nhiều và rất là kịch tính. Và bây giờ trận đấu này nó cũng không ngoại lệ khi mà Layer đã rút ngắn được tỷ số mình xuống là 2-3. Và bây giờ thì thấy khó cho Hoàng rồi khi mà áp lực tâm lý bây giờ nó hụt về Layer. Vâng, cứ mỗi lần mà anh Wally nói tới chuyện chốt sổ thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ chốt sổ được đâu. Và hiện tại thì chưa hề tâm lý. Và hiện tại thì chúng ta đang đến với highlight của ván đấu vừa rồi. Và chúng ta thấy rằng Hoàng truy đuổi rất là gắt gao, nhưng Layer với một cái lối thi đấu cực kỳ chắc chắn thì chàng trai này vẫn kiểm soát được tình hình. Mặc dù có pha một đôi lúc Hoàng đã vươn lên được, nhưng Hoàng là người mắc lỗi nhiều hơn. Và đây, tôi chắc có lẽ là tôi cũng đưa ra ý kiến rằng nếu các tuyển thủ Việt Nam ra đấu chủ tế mà lỗi mắc những sai lầm thế này thì chúng ta nên hạn chế lại, bởi vì ở đấu chủ tế mỗi một cấp độ cao hơn với những lỗi thế này đây là no hope. Không cần những tình huống như thế này đâu, mà là những cái tốc độ mà sử dụng CW chỉ cần là mini boost trễ hơn 0.25 giây thôi thì đối thủ của mình sẽ vươn lên. Và bởi vì là khi mà chậm hơn 0.25 giây thôi thì cái tốc độ của bạn phần nào nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, khiến cho đối thủ của mình vươn lên một cách rất nhanh. Và chuyến đi huyền thoại và wow, wow. Ngư viêm tần bình là Slayer. Trong khi đó Quang có sự thay đổi rồi. Trong trận đấu này anh ta sử dụng cho mình đó chính là Estar. Như những gì ở chung kết nhanh thắng thì tôi đã thấy được rằng là sử dụng nào là hỏa thần, nào là Icebreaker. Nhưng bây giờ thì không có sự kiêng này gì cả. Estar và ngư viêm tần bình đều rất mạnh ở trong hai chiếc xe này, rất mạnh ở trong cái bản đồ này, khiến cho lợi thế của hai tuyển thủ đều được chia đều cho nhau. Có vẻ như đã có sự toan tính của hai tuyển thủ khi mà họ đã dùng sự lựa chọn mình bích những ngôi xe có chiếc xe vượt trội ở meta hiện tại, đó là ngự viêm thần binh và Estar, hai con xe có khả năng kỹ năng phải nói rất mạnh ở meta hiện tại. Và có vẻ như bây giờ thì Quang là người dẫn trước, nhưng chưa hề nói trước điều gì đâu. Bây giờ thì Layer đang so kè với Quang tranh chấp. CW bút rồi, và như vậy là Quang đang có lợi thế này. Chiếc Estar nó sẽ phát động ở những thời điểm cuối cùng của trận đấu này, và đã thấy Slayer lỗi rồi. Và có thể Quang sẽ kết thúc đi Slayer trong cái round đấu đầu tiên này. Quang đã làm thành công qua được cái đường tắt này, nhưng dường như là Slayer đang tiếp cận Quang một cách rất nhanh ở phía sau. Và lại một lần nữa thì Quang bị lỗi rip rồi. Những cái lỗi bật như thế này, Slayer anh ta tiếp cận được đến vị trí của Quang một cách rất nhanh. Để cho con ngự viêm thần binh nó áp sát như thế này, nó là điều cực kỳ nguy hiểm. Slayer mặc dù anh ta lỗi, nhưng anh ta đã fix lỗi một cái rất nhanh. Không có đi chỗ này thì chuyển hướng các lỗi đến từ vị trí của Slayer rồi. Có vẻ như ở thời điểm then chốt thì Slayer không giữ được bình tĩnh rồi. Và có vẻ như tôi nghĩ chiến thắng này Quang sẽ là người dẫn trước với tổng số là 1-0. Vâng, và Quang đã chiến thắng. Tổng tỷ số bây giờ là 4-2 rồi. Và round đầu tiên nó thuộc về Quang. Chúc mừng cho Quang khi đã giành chiến thắng 4-2. Và với tổng số là 1-0 thì Quang đã đặt một tem vào chiếc cúp vô địch. Và đáng tiếc cho Layer quá khi mà tưởng chừng như đã có thời điểm Layer đã với con ngựa viêm thần binh này đã áp sát được với Quang rồi, nhưng vua chúng ta vừa dứt lời thì Layer lỗi. Anh vừa chốt sổ thành công rồi đấy anh Wally. Tôi cũng không muốn. Anh đúng là tôi phải khâm phục anh về gọi là cái sự tâm linh của anh. Chú tả chốt sổ, ông Hoàng chốt sổ. Vâng, một người chơi phải gọi là chơi hệ tâm linh nó quá mạnh mẽ đi. Vâng, vậy là chúng ta đã kết thúc được hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết tổng, cuộc đối đầu giữa Quang và Slayer với kết quả là 1-0 dành cho Quang, với kết quả tỷ số mắc đấu là 4-2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để có thể chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ hai. Good.
trên đường đua này I'm the best. Kéo phanh đoạn cua màn grip thật nét. Như flow anh biến theo beat thật khác. Anh show kỹ năng chứ không một mét. When I say one for the money and two for the race. Những chân ga loud đi work hard every day. No one can stop me, I'm still on my way. Nếu cuộc sống là đường đua thì anh đây hai tay cực và chân range. Anh đi từ không đến 100 tốc độ tăng cực nhanh. Try to catch me, babe. Nắm chắc vô lăng đánh lái thật căng cô theo mà quan sát đi này. Boost boost để vượt nhanh mong qua được anh nhưng vẫn hít khói hơi dày chỉ thắng mọi trò chơi mọi lúc mọi nơi giờ thì nghỉ ngơi. Tạm không tạm base cho người từ lâu dù không dám đâu nhưng anh vẫn ngầu trước tụi em cả ngàn cái số tăng từ số không lên 100 bao nhanh tăng từ số không lên 100 bao nhanh tăng từ số không lên 100 yeah tăng từ số không lên 100 bao nhanh. Zingspeed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng. Thành phố 11, đây là một trong những mắt đấu mà tôi nghĩ được rằng là các tuyển thủ sẽ hoàn thành với một cái kỷ lục nó rất là thấp cũng như là cái sự chênh lệch nó không nhiều. Đây là một trong những mắt đấu bạn có thể mắc 1 đến 2 sai lầm nhỏ thôi. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với giải đấu Road to Asian 2022. Và chúng ta đang ở hiệp 2 trận chung kết tổng cuộc đối đầu giữa Quang và Slayer. Vâng, và Hoàng Sa sẽ cùng trở lại với MC Aki và anh Khuyến đẹp trai. Vâng, cảm ơn cậu vì cái điều này nhưng mà... có vẻ như cậu đang muốn cả kia tôi đúng không nào? Cũng không hẳn đâu, tại vì thật ra là dù gì đi chăng nữa anh Quý cũng là một người là lão làng trong Zingspeed Mobile, hay gọi vui đó là người khá là già rồi ấy. Ok đấy. Và trong cái trận thi đấu này thì có lẽ là anh Quý đang ủng hộ rất nhiều cho Quang. Và tôi thì cứ như thông lệ thôi, cứ kèo dưới là em ủng hộ. Đấy, em ủng hộ cho Slayer. Tôi thì ủng hộ cho Slayer bởi Slayer đang thua. Tôi muốn bình luận nhiều hơn nữa để chiêm ngưỡng xem là những trận đấu này. Anh cứ suốt ngày anh cứ bảo tôi như thế. Anh cứ kiểu Quang thắng một cái là kiểu tôi xin vỗ tay cho Quang. Trời ơi, sao Slayer thắng anh không vỗ tay? Thôi thế thôi, thì bây giờ thì nếu như Slayer thắng thì để em vỗ tay cho Slayer. Đấy, nhá. Mà các bạn thấy không, anh Hoàng Sa cả kia thật khá nhiều. Nhưng mà quay trở lại với trận đấu này, anh là Tích Ngược và Ngư Viên Tuấn Minh được lựa chọn bởi hai tuyển thủ đang có những cái hình ảnh rất là đăm chiêu đến từ Quang cũng như là Slayer. Và hy vọng ở trong trận đấu này Slayer sẽ cơ hòa được ở cái round đấu thứ hai. Nhưng Quang lại là người có được lợi thế rồi. Đúng là như vậy, rõ ràng là với trận chung kết tổng này thì Quang hiểu rõ nó quan trọng đến như thế nào. Và đó là lỗi đến từ vị trí của Slayer, nhưng Quang cũng tí nữa thì mắc lỗi. Và bây giờ thì khoảng cách của hai tay đua của Quang là quá xa. Mặc dù là Slayer đã lỗi nhưng nhìn lên bản đồ nhỏ thì cái khoảng cách giữa Slayer và Quang không có quá nhiều. Và như vậy là Slayer có thể là bứt tốc lên và chiến thắng Quang. Hãy xem cái đường tắt này nó có làm được gì hay không đây. Wow. Slayer, trời ơi, tiếc quá khi mà anh ta không qua được đường tắt đó một cách hoàn hảo. Nhưng ở đây Quang hình như là cũng vừa sai lầm ý. Thành ra là bây giờ thì Slayer vẫn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng là bám đuổi vào vị trí của Quang. Vòng đầu tiên vừa kết thúc nhưng khoảng cách mà Slayer so với lại cả Quang vẫn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng là bám kịp. Và có thể sẽ bám kịp được. Quang lên rồi, Slayer vượt lên ngay sau đó. Sẽ có một chiến thắng này cho Slayer không đây? Nhưng vừa rồi thì Slayer vừa bị khịa vào tường. Cái khoảng cách này thì không an toàn cho Slayer cho lắm khi mà Quang là ông trùm ở Atlantic như thế này. Nhưng tôi tin rằng Slayer sẽ ít nhất có thể có một điểm trước Quang trong hiệp hai. Anh tin kiểu gì mà Quang đã vươn lên rồi, không thể tin được cái nội tại này. Trời ơi, là Quang đã chiến thắng được ở trong trận đấu đầu tiên của round thứ hai. Khó cho Slayer, cờ đến tay rồi. Nhưng rõ ràng thì đó cũng là những cái tình huống xử lý khá là tốt của Quang. Cũng xin chúc mừng Quang với một ván thắng đầu tiên. Không biết anh Khuyến có vỗ tay không nhỉ?
Không chứ, bây giờ trận đấu đầu tiên anh cứ tất cả kia tôi như sao? Tại vì anh lúc đấy là anh cứ nhắc tên player, thành ra là cậu nhiều khi cậu nghe thấy được cái tiếng gọi của tâm linh thì thành ra là cậu bị lỗi đấy chứ. Đúng là tôi nói thật với quý vị và các bạn khán giả là những ai mà liên quan đến cái game V-Speed này thì cũng rất là lươn lẹo thôi. Thôi không sao cả, đấy là những cái câu nói vui thôi. Và Quang, anh ta đang làm rất tốt với những tình huống của mình, tận dụng tốt cái lỗi của Slayer ở cuối thời điểm hiệp 2, khiến cho Quang có được cho mình một cái chiến thắng này. Vâng, đúng là như vậy, và Quang anh ấy đã tận dụng tốt lỗi của Slayer. Và Slayer bị, tức là ở, em nhớ là ở round đấu trước thì Slayer có một pha chèn Quang ở trong cái đường tắt đó, và bây giờ Quang đã báo thù, một màn báo thù ngọt ngào, và Quang chèn Slayer và giành được chiến thắng trong match đấu đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Và xin chúc mừng Quang, nhưng không sao, bởi vì đây chỉ mới là cái ván thi đấu đầu tiên thôi. Một cái map có lẽ là Quang, theo anh khuyến là ông trùm quá là speed, bây giờ sẽ là tiếp đến một cái bản đồ mà Slayer sẽ là người lựa chọn. Slayer mặc dù lựa chọn đại lộ 1, như những gì chúng ta thấy thì anh ta đã có rất nhiều những cái tình huống mà bị Quang outplay. Đúng. Và những cái tình huống cuối cùng sau 2 đến 3 lần thi đấu ở map đấu này, Slayer đã cố gắng để có thể tiếp cận Quang và có thể là dùng những cái cú tông của mình, nhưng nó vẫn không thể nào ngăn cản được Quang, thì cái điều đó cũng là rất khó dành cho Slayer rồi. Và ở trong trận đấu chung kết này thì anh ta cũng lựa chọn cái map đấu này đối diện với những gì mà anh ta thất bại, và hy vọng rằng Slayer trong trận đấu này anh ta sẽ gạt bỏ đi những cái thất bại đó và anh ta sẽ chiến thắng được Quang ở trong trận đấu này. Vâng, đúng là như vậy. Bây giờ thì hai team sẽ cùng tiến tới với round đấu tiếp theo của hiệp 2. Chúng ta sẽ cùng chờ một cái sự bắt đầu có phần lợi thế đến từ Quang, nhưng góc cua đầu tiên này thì nó sẽ vẫn không có bất kỳ một sai lầm nào đến từ hai team. Cái đường tắt khá là hồi hộp khi mà tí nữa thôi thì Slayer đã lỗi. Vâng, và như vậy là ở đây Slayer đang cố gắng cắt creep. Lỗi rồi, lại ra một cái đường dịch rắc nữa khiến cho Slayer phải ngấp tăng nuốt cày. Khá là khó hiểu khi những tình huống liên tục là những tình huống lỗi đến từ vị trí của Slayer. Và trong trận chung kết này, Quang đang chiến thắng Slayer một cách rất chóng vánh. Và không, bây giờ thì chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng ở đây thì Slayer vừa đụng tường rồi. Điều đó vẫn không có gì là hề ấn cả khi mà Slayer đang cố gắng để có thể bám đuổi được kịp đến vị trí của Quang. Một vài tình huống siêu chiến ứng tốt của Slayer, và đây là tiếp tục lỗi đến từ Slayer, quá đáng tiếc. Như vậy thì một lần không hiểu làm sao mà cái lỗi nó đến liên tiếp với Slayer như thế kia. Và ở thời điểm này thì rõ ràng là quá khó để cho Slayer có thể bám kịp được Quang, khi mà Quang vẫn đang có phong độ tương đối là ổn định trong trận chung kết này. Vâng, và liên hoàn tông đến từ Slayer khiến cho Quang mang về cho mình thêm một trận đấu thắng nữa. Và bây giờ thì Quang đã có hai điểm số rồi, chỉ còn Quang chỉ còn cách chức vô địch hai map đấu chiến thắng nữa mà thôi. Em quy đổi nha, bây giờ hai map đấu mỗi map trị giá 10 triệu đồng. Cũng đúng, thắng hai map là được 20 triệu rồi. Vâng, bây giờ là highlight của ván đấu vừa rồi. Đây là những cái tình huống có thể nói là vẫn còn so kè được đến từ Slayer, nhưng đó, các bạn có thể thấy hai tình huống chạm tường liên tiếp, nhưng có một cái điều đặc biệt nhé, là sau hai cái tình huống đó thì Slayer vẫn đây, như cái tình huống này là vẫn theo kịp rồi, để rồi cái khúc cuối khi mà một cú tông có thể gọi là liên hoàn đến từ Slayer nó đã gọi là dập tắt mọi cái nỗ lực của Slayer trong cái map đấu thứ hai này. Khá là đáng tiếc. Vâng, đáng tiếc quá, không cạn lời luôn. Đúng. Đây mặc dù là tôi cũng rất thích Quang, nhưng mà tôi thấy được rằng là cái sự vươn lên của Slayer, anh Hoàng Sa không biết đâu, nhưng mà tôi với Slayer nhắn tin nhau khá nhiều đấy Hoàng Sa. Bề ngoài thì tỏ ra thích Quang, nhưng mà thôi trong lòng là fan cứng của Slayer luôn. Đúng. Đó là chắc là đúng nhá. Mối quan hệ với Quang chỉ là để thăm dò cho Slayer. Tin nhắn của tôi vẫn còn cơ mà. Thôi nói đùa vui vậy thôi, và Choi Sưởng Nung Chảy được lựa chọn rồi. Wow. Lại một lần nữa Quang lựa chọn map đấu này và cánh sao biển. Vẫn vậy mà thôi, không có. Bây giờ tôi khó có thể nào nói về những chiếc xe, bởi những cái map đấu này thì những chiếc xe này nó là hiển nhiên rồi. Nhưng chiến thuật của Quang ở trong map đấu này là có, mặc dù là biết
Leo đua mát đấu này cũng không hề thua kém mình. Đúng. Hoàn toàn đồng ý thôi, và chúng ta sẽ cùng đến một cái ván thi đấu bản lề trong hiệp 2 và sẽ cùng chờ một màn rút ngắn tỷ số đến từ Slayer. Một cua đầu tiên có vẻ là thuận lợi với Slayer, nhưng cuối cùng thì Quang cũng bắt đầu đòi lại được cái vị trí vốn có của mình. Bây giờ thì sao đây, Slayer có vượt qua được Quang hay không đây? Bây giờ tôi cũng đang mong chờ rằng là anh Wally vào đây để nhắc tên Quang một cái, là chỉ cần nhắc tên một cái thôi là lỗi ngay mà. Đúng rồi, và cái khu đường tắt này rõ ràng là không thể nào làm khó được Quang cũng như là Slayer, nhưng vẫn còn đâu đó là những góc cua khá khó ở phía trên. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu đến đây Quang rồi, anh làm đâu chứ Quang, và Slayer đang vượt lên. Slayer cuối cùng cũng đã vượt lên được Quang rồi, và hoàn thành cho mình chặt đuôi đầu tiên với 44:11. Trời ơi, vừa rồi thì tôi gọi anh Đạt nhắc tên, không biết anh Đạt có ngồi ngoài kia nhắc tên Quang hay không, nhưng từ từ đã, Quang vẫn đang cố gắng bám đuổi. Quang cũng đã vượt qua vị trí của Slayer. Chưa qua được. Slayer sẽ có những cái thời điểm mà anh ta rip nhẹ rồi, và Quang cũng lỗi rồi. Slayer có được cho mình cái vị trí chắc chắn, cực kỳ là chắc chắn rồi, có thể sẽ chiến thắng được ở trong trận đấu này, đó chính là Slayer. Đó là một tình huống sai làm khá khó hiểu của Quang. Và bây giờ thì chiến thắng đang đến rất gần với Slayer. Chiến thắng đang đến rất gần với Slayer rồi. Vâng, đây 1-2 rồi. Chính là Slayer. Xin chúc mừng cho Slayer. Một cái vỗ tay nó hơi dối lòng của Quyến. Anh chúc mừng, tưởng anh lại nói thế nhỉ. Tôi nhận ra là tôi với bình luận viên Hoàng Sa, là anh Hoàng Sa cứ thích cả khịa tôi thôi. Nhưng mà đúng là Slayer outplay một cách mà phải gọi như là không thể tin được. Vâng, ở đây thì chúng tôi rất bùng nổ với cái pha vượt lên trên của Slayer vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với highlight của ván đấu vừa rồi để nhìn lại những đoạn hấp dẫn nhất. Và đây là một cái tình huống có lẽ là cũng đang ở trong những cái vòng đầu tiên, và Quang thì sẽ dẫn trước Slayer thôi. Nhưng đến khi mà Quang mắc lỗi ấy, thì cái cách mà Quang sửa lỗi cũng khá là nhanh nhá. Nhưng cái việc mà Slayer che cái góc quá tốt khiến cho Quang không thể nào vượt lên được. Đúng vậy. Đấy là lý do vì sao mà tôi dành cho Slayer một tràng vỗ tay lớn đến như vậy. Khi mà anh ta đã rất nỗ lực và cố gắng để có thể là chiến thắng được chính cái map đấu mà Quang đã lựa chọn. Đây, cái tình huống này. Slayer đang kè rất là sát vào Quang, khiến cho Quang phải bị lỗi. Bởi vì cái góc cua đó nó rộng hơn một chút thì Quang có thể là vượt qua được. Đúng. Nhưng khi mà Slayer ở ngay cái vị trí đó và kè xe thì khiến cho Quang bị mất lợi thế. Đồng ý, và chúng ta đã có được một chiến thắng để rút ngắn tỷ số đến từ Slayer. Bây giờ thì hiệp 2 của trận chung kết chỉ là 2-1 nghiêng về cho Quang mà thôi. Cơ hội vẫn còn mở rộng ra với Slayer, và hy vọng map thi đấu tiếp theo được Quang bích sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho Slayer. Theo anh Khuyến, một cái người bạn có thể là hiểu Quang khá là nhiều, thì cái map thi đấu tiếp theo anh Khuyến là map nào? Tôi nghĩ là một là mà cao quật, hoặc là cái map tiếp theo thì có thể là Atlantic hướng. Đúng rồi, tại Atlantic vì Quang là ông chùm Atlantic. Nhưng mà với giải đấu của chúng ta ấy thì một tuyển thủ sẽ được ban hai map. Ban hai map. Là có thể là ban vào những cái map đấu mà Quang làm tốt đúng không? Đúng rồi, không phải em nghe phong phanh là hình như auto ban Tây Hồ hay sao ấy. Tây Hồ thì đây là môn Tân Xuân. Vâng, và là môn có sự xuất hiện của Lambo rồi, Legend ASC. Như vậy là sẽ có một cuộc đụng độ giữa chiếc xe bóng ma đỏ và Legend ASC, một trong những chiếc xe phải gọi là mạnh nhất về đường trường, và một trong những chiếc xe không tên tuổi, không được lựa chọn, cũng như là sức mạnh của nó chỉ có phát huy khi trận đấu càng về lâu về dài mà thôi. Lambo được sử dụng trong Long Môn Tân Xuân. Những gì mà Quang đang làm thể hiện ở đây thực sự là bùng nổ. Chốt lại là Legend ASC của Quang là bùng nổ. Thế là mấy quen Slayer. Không, nhưng mà tại vì á, là chúng ta thấy được rằng là bóng ma đỏ được lựa chọn bởi các tuyển thủ khá nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên chiếc Legend ASC nó được sử dụng ở đây. Nó sẽ mạnh vào toàn trận đấu chứ không phải là về cuối trận đấu nữa.
ở đây là Quang muốn kết liễu đi đối thủ của mình, cho nên là tôi mới nói về là về chiếc Legend SC chứ không phải là nói về Quang. Rồi. Và đúng là như vậy rồi. Đúng. Chiếc Legend SC của Quang đang có lợi thế, nhưng càng về lâu về dài thì Slayer có thể sẽ đuổi kịp được Quang, bởi bóng ma đỏ sẽ tích lũy cho mình được rất nhiều điểm cộng tốc độ về sau đó. Vâng, đó là một cái chia sẻ rất bổ ích đến từ anh Quyến. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem đối sách của Slayer đưa ra khi đang đối đầu với Quang trong ván thi đấu này là như thế nào đây. Một cái map đấu có lẽ là Quang quá hiểu rõ nó rồi. Và chúng ta đang được thấy một trong những cái tình huống lợi thế đến từ Quang. Anh ta có được một khoảng cách cũng tương đối là không nhiều, nhưng vẫn sẽ đủ để giúp cho Quang tiếp tục duy trì cái thứ hạng nhất của mình. Và vòng đấu đầu tiên kết thúc cùng với Quang đó là 47:41. Vâng, và bóng ma đỏ nó đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn khi mà đây là vòng đấu thứ hai rồi, nhưng cái khoảng cách thì không được thuận lợi cho Slayer. Nhưng đây, Quang có một tình huống qua cua bị lỗi rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì Slayer sẽ tiếp cận được đến vị trí của Quang và hoàn toàn là có thể khiến cho Quang phải ngất đắng vào nút cày. Đúng là như vậy, và chúng ta đang được thấy những tình huống cua là quá tốt đến từ Quang. Và thêm một lần nữa, Quang tiếp tục bỏ xa được vị trí của Slayer khi mà ở trên bản đồ. Còn bây giờ, khoảng cách giữa hai đi đua của chúng ta đó là một cốc cua, và đường đua này chỉ còn đâu đó là hết rồi. Và cuối cùng thì đó là chiến thắng 3-1 nghiêng về cho Quang. Như vậy là Quang chỉ cách chức vô địch của Road to Asian 2022 đúng một game thắng nữa mà thôi. Vâng, xin chúc mừng Quang với thành tích hiện tại đang là 3-1, dẫn trước cách biệt 2 điểm. Và 2 điểm này là một khoảng cách phải nói là khá xa, đặc biệt nó là ở trong trận chung kết tổng. Và Slayer hiện tại chắc chắn sẽ đang rất áp lực, bởi vì chỉ còn cách 1 điểm nữa thôi là Quang đã giành chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với highlight của ván đấu vừa rồi. Và vừa rồi thì chúng ta đã thấy được rằng là Slayer đã bị lỗi ngay từ những thời điểm đầu. Nếu như không bị mắc cái lỗi đó thì tôi đảm bảo được rằng là bóng ma đỏ sẽ mạnh hơn Lambo ở những cái thời điểm cuối trận đấu, đảm bảo là như thế. Nhưng ở đây thì Quang thi đấu quá chắc chắn với chiếc xe Lambo của mình, khiến cho Slayer không thể nào đuổi kịp được anh ta. Và đây là một trong những cái map đấu mà không phải chỉ của Quang hay là của Slayer, mà là của tất cả mọi người đều chơi Zing Speed Mobile luyện tập cái map đấu này. Bởi khi mà chúng ta luyện tập cái kỹ thuật kéo mini boost thì bắt buộc phải sử dụng cái map đấu này. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý với anh Khuyến mà thôi. Thì không biết là khi mà anh Khuyến luyện tập cái kỹ thuật đó, anh có làm thực sự tốt với cái map này không? Tôi có làm tốt được cái đoạn đó, chứ còn cái đoạn khác thì tôi cũng không tốt cho lắm. Tôi còn có cả video hướng dẫn mọi người kéo mini boost, nhưng không phải là tôi cứ hướng dẫn người ta là tôi sẽ chơi hay. Tôi biết và tôi chia sẻ cho người ta. Và ở đây là ngư trường rồi, S phán quyết. Và tôi rất mong Slayer sẽ chiến thắng được ở trong trận đấu này. Nhưng mà thật ra nhá, trước khi biết cái bán ngư trường này, trong cái lúc mà em gặp gỡ các cái tuyển thủ trước thì các tuyển thủ khác có chia sẻ là Quang thi đấu cái bán ngư trường này rất là tốt. Đúng, kiểu đúng. Kiểu như mà biết cái bán ngư trường này vào là coi như chốt sổ luôn. Hy vọng rằng là cái điều đó nó sẽ không xảy ra với Slayer. Và hai chiếc xe thì đều là ép phán quyết với cái tốc độ là tương đối cao thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ xem cái cách xử lý của Slayer trong một cái tình thế mà anh ta chỉ cần sẩy chân nữa thôi là chức vô địch sẽ thuộc về Quang. Nhưng lý do vì sao Slayer chọn cái map đấu này khi biết Quang là một người chơi rất hay, bởi sở dĩ Slayer cũng là một người chơi map đấu này rất hay, nhưng ở đây Quang đã vươn lên rồi, chỉ có CWW thôi. Như vậy là tốc độ không cao bằng Quang rồi. Slayer lại một lần nữa phải bám đuổi Quang. Nếu như cứ giữ tiếp tục cái vị trí này thì Quang sẽ trở thành nhà vô địch của Road to Asian 2022. Vâng, và điều đó rất có khả năng thành hiện thực nếu như Quang không mắc bất kỳ một cái sai lầm nào và giữ vững được cái tốc độ như hiện tại, không có lỗi đến từ Quang, không hề có một tí sai lầm nào xảy ra trong cái tình huống vừa rồi. Và ở thời điểm này Slayer không vượt qua được rồi. Quá đáng tiếc cho Slayer trong góc cua vừa rồi. Trời ơi, Quang đã bị đúng. Quang đã bị đúng và Slayer vươn lên, nhưng cái tốc độ của Quang lúc đó quá cao như thế này thì Slayer đã vượt qua được rồi, đã kéo về cho mình những cái ván đấu thắng để có thể là rút ngắn được cái điểm số. Slayer đang làm rất tốt. Đấy là lý do vì sao mà Slayer lựa chọn cái bản đồ này ở trong map đấu này, một map đấu cực kỳ quan trọng. Nhưng ở đâu, Quang vừa bước lên một cách rất nhanh. Đó là Quang tay đua
Và bây giờ nào Slayer, có lần nào Quang vẫn đang thì một cái phong độ có thể nói là cực kỳ tốt trong ván đấu này và trong cái trận chung kết ngày hôm nay. Chúng Slayer, ta sẽ cùng cổ vũ cho Slayer nào. Kéo mini boost nào Slayer ơi, kéo mini boost nào. Vẫn chưa vượt qua được Quang. Liệu rằng Quang có trở thành nhà vô địch của Red 2 Asia 2022 không? Đây rất có thể khi mà Slayer bị lỗi ở đây rồi. Quang chấm dứt dành cho Slayer. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho Quang khi mà anh ta trở thành nhà vô địch của Red 2 Asia 2022. Vâng, và đó là kết thúc, sự kết thúc trong tim vui dành cho Slayer. Một cái map thi đấu mà rõ ràng là Slayer đã rất tự tin, nhưng như những tuyển thủ đã từng chen với Quang chia sẻ trước đó thì cứ bích vào ngư trường là xem như chốt sổ. Đúng là như vậy rồi, chốt sổ của Red 2 Asia 2022 đến từ vị trí của Quang. Một cái bắt tay, một cái ôm rất thân thiện, và cả hai tuyển thủ đều nở nụ cười tươi trên mặt. Vâng, những hình ảnh selfie rất vui, và chúng ta vừa thấy được một cái tình huống say hi của Aki cũng cùng chung vui cùng các tuyển thủ. Và đây, quán quân của Red 2 Asian 2022 được mang tên Quang. Vâng, và xin chúc mừng, đó là Quang. Rõ ràng là những gì mà Quang khi mà lội từ nhánh thua lên đến nhánh thắng thì mọi thứ nó đã là rất khác biệt, khi mà không còn những cái tình huống thường xuyên mắc lỗi đến từ Quang nữa. Và đó là toàn bộ những cái kỹ năng rất xuất sắc của Quang đã có những thời điểm Quang gặp khó khăn, đó là trận chung kết nhánh thua anh ta rớt xuống, anh ta gặp bù, và anh ta đã xuất sắc vượt qua được bù. Khi mà trở lại nhánh thắng thì cái sự hủy diệt nó đã được lặp lại trên gọi là cái cơ chế thi đấu của Quang, và nó đã khiến cho Slayer ngậm ngùi thất bại, có thể gọi là tâm phục khẩu phục. Nhưng mà những gì mà chúng tôi đã nói rồi, Quang là nhà vô địch của giải đấu này hoàn toàn không sai, nhưng nó có một đôi chút gặp bất lợi khi mà đụng phải Slayer, Jinsa, Bungu. Phần nào đó khiến cho Quang bị tâm lý, cũng như là sau cái tâm lý đó thì anh ta chuẩn bị tâm lý tốt hơn để chiến đấu cuối cùng ở cái vòng đấu cuối cùng này. Và anh ta sẽ cùng với hai người em của mình, cái lá cờ đầu của Việt Nam, thi đấu tại Asian Cup 2022. Thật ra là kiểu như bây giờ biết tại sao anh khuyến thân rồi, tại vì chắc Quang giỏi hơn ấy cho nên khuyến thân yêu cầu hơn. Nhưng mà thôi thì em cứ xong cái chúng em chúc mừng cho Bu với lại Slayer, hai đứa làm tốt lắm rồi. Vừa nãy tôi cũng khoác vai Bu và bọn tôi cũng đã chia sẻ với nhau rồi, cũng rất là thân thiết với nhau rồi, cũng đã chụp ảnh lưu niệm các kiểu các thứ rồi. Sau khi mà Bu đã bị Quang loại ở chung cái nhánh thua thì ngay lập tức thì anh ta cũng đã quay trở về rất là nhanh chóng. Tôi chỉ may mắn là cũng được chụp cùng Bungu rất là dễ thương. Một chắc chưa Aki là chụp cho tôi. Vâng, thì cũng một lần nữa xin chúc mừng Quang, mà đường dài mới biết ngựa hay. Cứ như tưởng là rớt xuống nhánh thua sẽ làm cho tinh thần của Quang mệt mỏi, nhưng không, Quang là một con ngựa chiến, và Quang đã chiến từ nhánh thua để trở thành nhà vô địch của Asian Road to Asian 2022. Và Aki xin phép tổng kết lại một lần nữa thứ hạng của tất cả các tuyển thủ, 6 tuyển thủ ở vòng chung kết. Hạng nhất đó là Quang, hạng 2 đó là Slayer, hạng 3 đó là Bungu. Đây là 3 gương mặt sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vào Asian Cup 2022. Ngoài ra thì chúng ta có hạng 4 là Bắc, hạng đồng hạng 5 và hạng 6 đó là Chicken và Ginza. Thì về cơ chế giải thưởng đến từ VNG, chúng ta cũng đã biết rồi, tổng giải thưởng chúng ta thì lên đến 84 triệu đồng. Đây, chúng ta sẽ nói lại một lần nữa, 20 triệu đồng cùng với 20.000 kim cương sẽ thuộc về Quang. Hạng 2, 10 triệu đồng cùng với 15.000 kim cương thuộc về Slayer. Hạng 3, 7 triệu đồng cùng với 10.000 kim cương thuộc về Bungu. Hạng 4, 5 triệu đồng, 7.000 kim cương thuộc về Bắc. Và Chicken cũng với Ginza đồng hạng 5-6 sẽ nhận về cho mình đó là 2 triệu đồng cùng với 4.000 kim cương. Một lần nữa xin chúc mừng các tuyển thủ của chúng ta. Vâng, và đó là toàn bộ hành trình của Road to Asian 2022. Có thể nói là cực kỳ nhiều cảm xúc, và chúng ta đã được thấy những cái sự tiến bộ, chẳng hạn như là điển hình là Slayer, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, cái câu nói của anh ta là giấu trình thôi, chứ thực ra thì anh ta đúng là một tuyển thủ rất mạnh. Và có một cái hướng đi nó rất là dị luôn. Đúng.
Vâng, và bây giờ Aki cũng xin phép được thay mặt ban caster cũng như là ban tổ chức cũng như là các tuyển thủ cảm ơn sự đồng hành của các bạn racer cũng như là những bạn đang xem livestream. Và chúng tôi cũng xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hy vọng là trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn. Tạm biệt.